Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục khám phá những cái tính năng mới được bổ sung trong phiên bản Illustrator 2023. Như các bạn đã biết thì Illustrator đã nâng cấp lên phiên bản mới của mình và bổ sung một số các tính năng. Thì trong buổi trước thì tôi đã giới thiệu về cái tính năng Return Tip để hướng dẫn cho cái người mới biết được cái cách thức sử dụng của một cái công cụ ở trong Illustrator. Chúng ta cũng làm quen thêm một cái lệnh mới, đó là lệnh intertwin, sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng lồng ghép các cái đối tượng vào với nhau. Và hôm nay thì chúng ta làm quen thêm một cái tính năng nữa, đó là history panel. Thực ra thì cũng giống như là cái tính năng return tip. Thì cái tính năng này thực ra thì đã được cung cấp ở trong cái phiên bản Photoshop, mà từ những phiên bản cực kỳ thấp rồi thì Photoshop đã có cái tính năng history này. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó được tích hợp lên trên Illustrator. Tất nhiên với bạn nào mà đã làm việc với Photoshop rồi thì chắc hoàn toàn là không lạ gì cái này. Ở đây là tôi muốn giới thiệu đến những cái người mới, hoàn toàn mới làm quen với Illustrator và sẽ biết được cái tính năng này dùng để làm gì. Thì đây, để sử dụng cái history thì chúng ta sẽ vào trong menu window. Và trong menu window này thì chúng ta sẽ tìm tới cái phần lệnh history. Bấm vào đây thì chúng ta sẽ mở ra một cái bảng lệnh có tên là history. Thế và cái bảng lệnh history này thì nó sẽ có cái tính năng là giúp cho chúng ta có thể quan sát được, nắm quán xuyến được toàn bộ cái quá trình mà chúng ta đã làm việc, thì đã trải qua những cái bước nào, và bất kỳ một cái lúc nào chúng ta muốn thì chúng ta cũng có thể là quay ngược trở lại để chúng ta quay về một cái thời điểm nào đó trong cái quá trình mà chúng ta đã từng làm, để xem lại cái kết quả và so sánh kết quả cái bước làm trước và bước làm sau nó hơn thua nhau như thế nào. Trước đây ý, thì chúng ta hay làm theo cái cách là Ctrl Z, chúng ta dùng cái lệnh undo redo, Ctrl Z và Ctrl Shift Z để chúng ta có thể là tiến hoặc lui vài bước để chúng ta có thể biết được là trước hoặc sau thì trông như thế nào, chúng ta so sánh, chúng ta chọn lựa một cái phương án tốt hơn. Thế thì history thì nó ra đời là nó sẽ giúp cho chúng ta là ghi lại từng bước chúng ta đã làm trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế, và bất kỳ lúc nào thì chúng ta cũng có thể quay trở lại những cái bước đã làm trước đó. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem thử một cái ví dụ như thế này. Và đây, khi mà mới chúng ta mở một cái tài liệu ra thì bất kể là tài liệu này là new hay là open thì cái bước đầu tiên được ghi lại trong history này cũng sẽ là đây là open, tức là mở một tài liệu ra. Thế thôi, đấy là bước đầu tiên nó ghi nhận. Và sau này thì chúng ta làm bất cứ một cái gì thì nó sẽ ghi lại cái sự thay đổi trong cái thao tác, trong cái quy trình làm của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử một cái ví dụ như thế này nhé. Đây, tôi có trên màn hình một cái hình vẽ như thế này. Thì các bạn thấy rằng là đây là một cái hình vẽ và vẽ mô tả với giọt nước. Và bây giờ tôi nhìn thế này thì tôi không có thích cái màu. Tôi muốn là thay đổi màu đi cho nó. Thế thì để thực hiện việc này thì chúng ta sẽ phải tiến hành thay đổi màu trên từng chi tiết một của cái bức vẽ này. Đó. Thì đầu tiên là tôi muốn thay đổi cái nền chẳng hạn. Thay vì là cái tông là tông đen trắng này, tôi muốn có một cái tông nào đó nó mát mát, xanh xanh, lạnh lạnh một tí. Thì để thực hiện cái việc này thì chúng ta sẽ chọn từng cái đối tượng. Đây, ví dụ chọn đối tượng giọt nước nhé. Và nhìn như thế này thì chúng ta biết là nó được tô bằng màu chuyển. Bây giờ tôi sẽ bấm vào cái bảng gradient này. Đó. Sau đó thì đây, mở hẳn cả bảng này ra để chúng ta có thể dễ dàng là thay màu cho nó. Đó là ví dụ như là thay vì cái màu đen đen ghi sẫm này thì tôi sẽ kéo cái màu xanh sẫm này vào đây chẳng hạn. Tôi thay thế màu đi. Rồi, và cái màu sáng này thì tôi sẽ dùng cái màu xanh sáng này. Như vậy là tôi đã có một cái màu
cái giọt nước này. Bây giờ với cái bóng của nó thì tôi bấm chọn cái bóng, và sau đó thì tôi sẽ chọn cái màu là màu sẫm như thế này. Tiếp đến tôi sẽ đổi màu cho cái nền. Thì lúc này chúng ta bấm cái nền này và chúng ta lại làm lại cái thao tác như vừa nãy. Đây, cái xanh sẫm thì vào đây, cái xanh sáng vào đây. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát thử. Thì đây là cái những cái gì mà thay đổi mà chúng ta đã làm cho cái bức vẽ này. Đó. Đó, bây giờ tôi hiệu chỉnh một chút thì các bạn nhìn thấy thế này. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà chúng ta làm ấy, thì có thể là tôi muốn nhìn lại là cái kết quả trước đó lúc mới vẽ và bây giờ sau khi sửa đổi thì trông nó sẽ như thế nào, nó có khác gì nhau hay không. Trước đây thì chúng ta sẽ phải làm theo cái cách là gì đấy, Ctrl Z này, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z cho tới khi nào mà nó quay trở về cái trạng thái gốc ban đầu. Đấy, ví dụ như thế này. Thế nhưng nay thì với cái History Panel được cung cấp thì chúng ta có thể làm một cách rất là dễ dàng, đó là chúng ta mở ra và trong cái quá trình mà chúng ta làm thì chúng ta đã thực hiện cái bước nào thì các bạn có thể nhìn thấy rất rõ là nó hiển thị, nó ghi lại và nó hiển thị cho chúng ta là cái quá trình mà chúng ta đã làm. Đây, các bạn có thể nhìn nhé, tôi bấm từng bước thế này là tương ứng với những cái gì mà chúng ta đã từng làm. Đó. Và thông qua cái thao tác như thế này thì chúng ta có thể so sánh rất nhanh. Tôi lấy ví dụ như là các bạn có thể là đây, bấm vào đây thì các bạn sẽ quay trở về cái trạng thái gốc ban đầu nhé. Thế còn nếu mà bấm vào đây thì các bạn có thể quay về cái trạng thái mà các bạn vừa mới sửa màu xong. Thì để so sánh thì thay vì việc là bấm qua một loạt các cái bước trung gian mà chúng ta đã làm thì chúng ta có thể bấm trực tiếp vào cái bước kết quả. Và bằng cách như thế này thì tôi có thể là dịch chuyển, tôi có thể xem xét được rất là nhanh thay vì là phải qua nhiều lần Ctrl Z. Đây chẳng qua là chúng ta chỉ thực hiện độ khoảng 10 bước thôi chẳng hạn, thì chúng ta Ctrl Z chúng ta bấm như thế thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu bạn cứ hình dung trải qua độ khoảng 20 bước, 50 bước chẳng hạn thì liệu là mình có đủ kiên nhẫn để mình ngồi mình bấm như thế hay không. Thế thì cái history nó ra đời, nó giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề là tôi đến thật nhanh một thời điểm nào đó mà không cần phải trải qua các bước trước đó. Thì đấy chính là cái sự tiện lợi của cái history nó cung cấp cho chúng ta. Tất nhiên nếu các bạn không thích thì các bạn có thể xóa một bước nào đó đi. Đó. Các bạn có thể bấm vào cái này, sau đó thì các bạn kéo thả hoặc các bạn kích vào trong cái thùng rác để các bạn xóa một bước đó đi. Và ngoài ra thì các bạn còn có một cái tùy chọn nữa cũng khá là thú vị, đó là các bạn bấm vào trong cái biểu tượng này, Create New Document from Current State. Thì đây là một cái biểu tượng mà nó có hình trang giấy trắng và thêm một dấu cộng. Và nếu như các bạn bấm vào đây thì nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái tài liệu mới tinh hoàn toàn và nó ghi lại cái trạng thái hiện tại. Nó không quan tâm trước đó là chúng ta đã làm bao nhiêu bước để ra được cái kết quả này, mà nó chỉ đơn giản là xuất ra thành một tài liệu mới tinh và ghi lại cái trạng thái hiện tại như thế này. Đấy, thế thì nó sẽ giúp cho chúng ta là có một cái tài liệu bản sao. Đấy, và các bạn có thể CSS nó thành một cái tài liệu mới mà không đụng chạm gì đến cái tài liệu cũ cả. Ví dụ tài liệu cũ của chúng ta là cái này, đúng không? Và bây giờ tôi không muốn là ghi đè vào cái này nữa mà tôi muốn ghi thành một tài liệu mới, và tài liệu mới thì có cái sửa sang rồi. Thì đây tôi có thể là tới cái bước mới này, sau đó thì tôi bấm vào cái Create New Document from Current State, bấm vào đây, nó sẽ tạo cho tôi một cái tài liệu mới, sẽ mở ra một tài liệu mới với một cái thẻ tên mới ở đây. Đây, các bạn sẽ thấy là có một cái thẻ tên mới Untitled 1 đó, và nó chỉ có một cái trạng thái ban đầu ở trong phần History là Open này thôi. Đấy, như vậy là nó sẽ giúp cho chúng ta là
có thể là CSS thành một cái file mới, một cái tài liệu mới mà không có ghi đè vào, chúng ta vẫn cứ lưu được cái tài liệu cũ và đồng thời là chúng ta có một cái tài liệu mới đã được sửa sang, đã được nâng cấp từ cái tài liệu cũ mà ra đấy, và chúng ta sẽ CSS thành một tài liệu mới. Và thế ngoài ra thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm một tí xem là cái lệnh history này thì thực tế thì nó sẽ lưu giữ được cho chúng ta là bao nhiêu bước undo redo, và chúng ta có thể can thiệp mở rộng hoặc là giảm bớt các cái bước này được không. Thì thông thường thì để tìm hiểu và can thiệp những cái này thì thường là chúng ta sẽ vào trong menu edit. Trong menu edit thì chúng ta tìm tới cái phần preference và chúng ta sẽ thường, hoặc là nếu mà các bạn muốn nhanh thì các bạn có thể nhấn Ctrl K để mở cái bảng general này ra. Đấy. Chúng ta bấm vào đây. Thế thì bảng preference này mở ra thì cho phép chúng ta là can thiệp vào một số thứ mà chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng ở trong Illustrator. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái trong này nó có cái gì đó liên quan tới tới history hay không. Đây, thường những cái liên quan thì nó sẽ nằm ở performance này. Đấy, thì chúng ta vào đến performance này thì các bạn sẽ tìm thấy đây history state, tức là nó sẽ cho phép các bạn là ghi lại 100 bước. Đấy, ghi lại 100 bước undo redo. Và như vậy là các bạn có thể tiến hành là tiến hay lui trong khoảng 100 bước. Thế vậy thì mình có thể tăng lên hay không? Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là ở đây nó cấp sẵn cho các bạn là ba cái trạng thái: 50 bước, 100 bước và 200 bước. Đấy là cái cài đặt sẵn. Thế nhưng mà chúng ta tìm hiểu xem là chúng ta có thể làm hơn được nữa không? Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy là không. Chúng ta mở ra và chúng ta chỉ có thể là chọn một trong ba. Tức là không có cái chuyện là bôi đen rồi gõ một cái tham số mới vào. Thế thì vấn đề là tùy vào cái máy của các bạn nó mạnh hay là nó yếu, nó nhiều RAM hay là nó ít RAM, mà các bạn hãy lựa chọn cho mình một cái con số nó phù hợp. Đấy. Nếu mà tôi để 200 thì tôi có một cái khoảng rất là rộng để tôi có thể undo redo xem lại những cái bước mà tôi đã làm. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta để nhiều bước undo redo hay là history state này thì có nghĩa là nó sẽ chiếm dụng RAM của chúng ta. Không phải tự nhiên mà chúng ta tiến hay lui được một bước như thế đâu. Nó sẽ phải ghi lại cái trạng thái đã làm, và để ghi lại thì nó sẽ chiếm dụng một phần nào đó trong RAM máy tính của các bạn để nó ghi lại cái trạng thái đó. Và khi các bạn muốn undo hay redo thì nó sẽ đối chiếu với cái phần ghi nhớ trong RAM đó để nó đưa các bạn quay về cái trạng thái mà các bạn mong muốn. Tất nhiên cái gì nó cũng có hai mặt của nó cả. Tiện lợi trong việc là tiến tiến lui lui để xem lại các bước trước hoặc bước sau thì nó phải trả giá bằng phần RAM. Và do đó nếu như các bạn để một cái mức độ, một cái số lượng history state mà nó lớn quá thì bản thân RAM của các bạn sẽ bị chiếm dụng nhiều, và do đó sẽ ảnh hưởng tới cái lượng RAM dùng chung ở trong Win cũng như là ở trong Illustrator. Do đó thì tôi nghĩ rằng là cái mức độ mà để 100 này là một cái mức độ tương đối là ổn thỏa. Đấy. Thế nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta làm quá 100 bước? Đấy. Thì nó sẽ có cái tính chất là quay vòng nhá. Nó có cái tính chất quay vòng và nó sẽ ghi đè. Và đến lúc đó thì các bạn sẽ không lui về được nữa. Ví dụ như các bạn để 50 bước chẳng hạn, các bạn làm tới 60 bước thì 10 cái bước đầu tiên sẽ bị ghi đè và các bạn không thể nào quay lại được cái bước đó nữa. Thế vậy thì cái cách khắc phục như thế nào để cho chúng ta có thể là không bị rơi vào cái tình trạng là không quay lại được? Tại vì các bạn làm nhé, đến một lúc hăng hái nào đó các bạn làm và các bạn thấy là kết quả khá là tốt rồi, nhưng mà các bạn lại vẫn còn đang hăng hái, các bạn muốn khám phá thêm, các bạn muốn sửa thêm, các bạn muốn tìm thêm một phương án mới nữa xem nó có tốt hơn cái
hiện trạng bây giờ hay không. Thế thì các bạn có thể mải mê làm và các bạn có thể làm rất nhiều bước. Và nếu như may mắn thì các bạn sẽ có một phương án còn tốt hơn cái hiện trạng bây giờ. Tuy nhiên, nếu mà không may, có thể các bạn làm nó be bét ra và đến lúc đó các bạn mới nghĩ đến rằng là à, vậy thì chúng ta sẽ undo hoặc là chúng ta history về cái trạng thái vừa nãy là cái trạng thái mà tương đối ổn mà chúng ta đã nhận thấy đấy. Nhưng nếu như mà các bạn làm quá cái bước history cho phép thì các bạn sẽ không lùi về được nữa. Và trong trường hợp đó thì cái lời khuyên của tôi là khi nào mà các bạn cảm nhận rằng là đây là một cái state, một cái trạng thái mà nó tương đối ổn rồi, thì cách tốt nhất là các bạn nên bấm một lần vào đây cho tôi để các bạn tạo ra một cái ghi bản ghi lại cái trạng thái đó. Thế và sau đó các bạn lại làm tiếp. Đó, nếu mà đến một cái trường hợp nào đó mà các bạn lại cảm thấy ổn ổn, lại tạo thêm một cái current state nữa. Đó. Thế và sau đó thì cứ làm cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy hài lòng rồi thì lúc đấy chúng ta mới quay trở lại, chúng ta bật qua bật lại, chúng ta xem qua tất cả các phương án đó và chúng ta sẽ so sánh xem là phương án nào tốt hơn. Đấy. Với phương án như thế thì các bạn có thể làm thoải mái. Các bạn đặt 50 cũng được, 100 cũng được. Và các bạn làm hàng trăm lần thì cũng không sao cả. Tại vì đến mỗi một cái thời điểm mà các bạn cảm thấy là nó khá là vừa mắt rồi thì các bạn lại tạo ra một cái tài liệu mới ghi lại cái trạng thái đó. Vậy thì không phải lăn tăn gì về cái việc là 50 bước, 100 bước hay 200 bước nếu các bạn tuân thủ theo cái quy tắc như vậy. Mà nếu như thế thì lời khuyên của tôi lại là các bạn hãy hạ cái mức undo redo về cho tôi thành 50 bước đi, để nó chiếm dụng ít RAM hơn. Và khi chúng ta có nhiều RAM để chúng ta làm việc thì mọi việc nó sẽ diễn ra trơn tru, dễ dàng hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta dành rất nhiều RAM để chúng ta ghi lại các cái trạng thái đó. Và như vậy là chúng ta vừa mới giới thiệu một cái tính năng vừa cũ vừa mới. Cũ là vì nó đã được giới thiệu ở Photoshop thì từ rất lâu rồi, nhưng mà mới là vì đây là lần đầu tiên nó được tích hợp vào trong cái môi trường Illustrator, và do đó thì chúng ta sẽ có một cái phương cách làm việc cũng khá là mới, cũng có khá là hiệu quả khi mà chúng ta biết cách áp dụng cái history này vào trong quá trình làm việc của chúng ta.